Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan pháp y tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc cây xà cừ đè chết tài xế xe tải vừa xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều 26 tháng 10, trên đường DT715 đoạn qua núi Tà Dôn, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một tài xế xe tải tử vong tại chỗ. Vào thời điểm này, anh Nguyễn Ngọc Hát sinh năm 1980, chú thôn Phú Trường, thị trấn Phú Phong, huyện Hàm Thuận Bắc, đang điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên đường, thì bất ngờ bị cây xà cừ bên đường bung gốc ngã xuống đè trúng cabin xe, khiến anh Hát tử vong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Hàm Đức đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an huyện Hàm Thuận Bắc. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hàm Thuận Bắc điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.